Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các mẫu xe đạp địa hình chuyên dụng để leo núi của các vận động viên ở bên nước ngoài. Một đĩa đạp và đồ sau là Shimano DOG. Đi vòng cuối lổ bánh 27 inch. Format một hiệu xe đạp rất nổi tiếng của Nga, nước sơn Nhật Bản. Một đĩa đạp đùi trục rỗng của format đề sau là DOG XT, rất là cao cấp của dòng Shimano địa hình với 11 tầng lip. Những cái tầng lip to này để hỗ trợ khi đạp lên dốc, lên dốc được tốt hơn. Khi đâu cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG XT và đôi phanh dầu, phanh đĩa dầu của Shimano. Đây là cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái, trang bị giảm bộ giảm xóc hơi, xóc hơi bấm đi vòng. Chiếc xe chuyên dụng để đạp leo núi. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cột yên là 44 cm, từ khóa cột yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Để chiếc xe vừa cho bác từ khoảng 1m62-63 đến 72-73-75 thì là phù hợp. Format của Nga đánh 27,5 DOG XT giảm xóc hơi đang bán bên em mức giá là 10.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chẳng hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.